Củ đồng mình đã xay sẵn rồi, cho thêm nước vào và lượt, lượt khoảng 2-3 lần nha mọi người. Sau khi lượt xong mình được một tô nước như vậy nè. Đây là mướp và mồng tơi, rửa sạch cắt ra ha. Rồi bây giờ mình bắt son lên, cho cái tô nước cua vào. Chờ sôi lên á, thì cho mướp vào nè mọi người. Rồi sau đó cho thêm rau vào ha. Giờ thì mình nêm nếm theo khẩu vị vừa ăn của mình, là mình được một tô canh cua đồng mướp ngon ơi là ngon này mọi người nha.